Chàng trai lập kỷ lục Guinness về chạy bằng tay nhanh nhất thế giới, truyền cảm hứng vượt qua nghịch cảnh. Chàng trai người Mỹ Ryan Clark đã ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness khi trở thành người không chân chạy bằng tay nhanh nhất thế giới ở quãng đường 20m. Ryan Clark sinh năm 1997 tại Ohio của Mỹ. Không may mắc bệnh hiếm gặp ở cuộc sống khiến anh không có chân và chỉ có nửa thân trên khi mới chào đời. Tuy vậy, Clark vẫn sống lạc quan, khỏe mạnh, thậm chí còn xác lập kỷ lục không tưởng trên đất Mỹ. Ngày 15 tháng 2 vừa qua, Ryan Clark thực hiện thử thách chạy bằng tay với quãng đường 20m tại địa điểm trường thể thao cấp 3 Michigan. Thời gian chàng trai 24 tuổi hoàn thành chạy là 4 giây 78. Đây là mốc thời gian chưa ai làm được ở tình trạng thương tật như Ryan Clark. Chàng trai 24 tuổi vừa mới được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness Thế giới năm 2022 với danh hiệu người không chân chạy bằng tay nhanh nhất thế giới quãng đường 20m. Lúc mới sinh ra, Clark không có sự chăm sóc từ mẹ và được đưa từ trung tâm trẻ cơ nhỡ. Mẹ đẻ của Clark được cho là có lối sống buông thả và nghiện ma túy. Đó là lý do mà anh mắc phải chứng bệnh hiếm gặp ảnh hưởng đến cơ thể. Ngay còn nhỏ, Clark sống qua mặc cảm, sợ hãi và thường xuyên bị bắt nạt ở trường. Bạn bè thậm chí còn nhốt và đánh đập Clark trong nhà vệ sinh. Tôi không oán hận những người gây tổn thương mà bắt nạt mình, vì nhờ họ mà tôi mạnh mẽ như ngày hôm nay, Clark chia sẻ khi nhớ về quá khứ. Lên các cấp học cao hơn, Clark làm quen với môn vật với suy nghĩ, thay đổi bản thân và nâng cao sức khỏe. Bước ngoặt cuộc đời đến khi anh được bà Kemi Bin Hakin nhận nuôi vào năm 16 tuổi. Clark bắt đầu có nhiều cơ hội hơn trong tập luyện thể thao, rồi trở thành người truyền cảm hứng về câu chuyện của đời mình. Clark từng xuất hiện trong chương trình nổi tiếng của Ellen, được hàng triệu người hâm mộ và nỗ lực sống tuyệt vời. Clark cho biết ước mơ của anh trở thành vận động viên người Mỹ đầu tiên tham dự Olympic, môn vật và môn đua xe lăn tại Thế vận hội Paris năm 2024 ở Pháp. Sau đây là một số hình ảnh tập luyện của anh, và bạn nào đang có nhu cầu muốn mua dụng cụ tập gym, hãy kích vào link dưới mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and God will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.